trường Trung học Phổ thông Tiên Yên, tiền thân là trường cấp 23 Tiên Yên, được thành lập từ năm 1965. Miệt mài trong 50 năm qua, nhà trường đã gieo tri thức cho nhiều thế hệ học sinh để tạo nên những lớp người có ích cho xã hội, đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, vừa hồng, vừa chuyên cho các huyện miền Đông, cho tỉnh Quảng Ninh và cho đất nước. Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, trường Trung học Phổ thông Tiên Yên đã có những bước tiến phát triển về chất lượng và hiệu quả giáo dục, là cái nôi đào tạo ra những thế hệ học sinh có chất lượng cho ngành giáo dục huyện nhà và là niềm tin, hy vọng của ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua. Ngược thời gian, quay về những năm 65-70 của thế kỷ trước, khi mới thành lập, trường chỉ có 2 đến 3 lớp cấp 3 với vài ba chục học sinh và gặp muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên. Nay nhắc lại những ngày đầu ấy, các thế hệ học sinh của trường Trung học Phổ thông Tiên Yên đã được nghe kể về quá trình vượt khó vươn lên, quyết tâm rèn chữ, luyện người của các thế hệ thầy cô giáo đầu tiên của ngôi trường. Như thầy Vi Bồng, hiệu trưởng đầu tiên của trường, cùng các thầy cô giáo như thầy Nông Minh Châu, thầy Nguyễn Thanh Sơn, thầy Hà Sĩ Thụy, thầy Nguyễn An Súy, cô Vũ Thị Ngấn, cô Chu Thị Thu, thầy Tạ Hữu Xuyên, thầy Nguyễn Ngọc Loan, thầy Nguyễn Trương Đồng, thầy Nguyễn Cao Sường, thầy Vũ Bằng. Được trở về những nơi ngôi trường từng sơ tán trong thời gian chiến tranh ác liệt chống đế quốc Mỹ, như tại khu vực thôn Đồng Và, xã Yên Than, Hang Rơi, xã Tiên Lãng hay chùa Thác Đón, phố Đông Tiến 2, thầy Nông Minh Châu, hiệu trưởng thứ hai của trường, không khỏi xúc động, bùi ngùi, nhớ lại những ngày tháng vất vả nhưng đầy nhiệt huyết yêu nghề của tuổi trẻ qua những lời kể. Những kỷ niệm trong thời gian thầy Châu và các thầy cô giáo tham gia giảng dạy trong những lớp học được dựng lên bằng tranh tre lứa núp dưới những tán rừng già tại khu vực thôn Đồng Và, xã Yên Than cho các thế hệ học sinh, các thầy cô giáo, những người đang viết tiếp chặng đường đầy tự hào của ngôi trường Trung học Phổ thông Tiên Yên. Khi được trở về ngôi trường cách đây 50 năm cùng các thầy cô giáo, chúng em rất tự hào về truyền thống của ngôi trường này. Bản thân em và các thế hệ học sinh mới sẽ quyết tâm học tập thật tốt và rèn luyện thật tốt để trở thành những người học sinh có ích cho xã hội và tiếp bước truyền thống của trường Trung học Phổ thông Tiên Yên tại ngã ba miền Đông, tỉnh Quảng Ninh. Đây lúc bấy giờ là một cái khu rừng già, lim là cao ngút. Thế và lúc bấy giờ là rất khó khăn, vất vả. Còn học sinh thì sơ tán tất cả các ngả, mà kể cả học sinh đình lập cũng đều xuống đây cả. Bởi vì lúc bấy giờ là trường cấp 3 là một trường khu vực, gồm có học sinh của đình lập này, thế rồi Ba Chẽ này, Đầm Hà này, đều về đây học cả. Thế nhưng mà mặc dù chiến tranh như thế nhưng mà các em rất là chăm học, đi bộ từ ở Bình Liêu xuống, tôi ở Đầm Hà lên. Thế nhưng mà các em luôn luôn là đi học đến lớp mà đúng giờ. Cho nên là thầy trò chúng tôi là thấy các em học sinh thì động viên chúng tôi, mà chúng tôi lại động viên các em học sinh. Cho nên là thầy trò ấy vẫn luôn luôn miệt mài để mà học tập, vượt qua tất cả những cái khó khăn. Phải nói là khi nghĩ lại và trở về những cái nơi cũ như thế này, chúng tôi rất tự hào. Tự hào ở cái chỗ tức là gì? Là trong khó khăn gian khổ của đất nước, của cuộc sống hiện tại lúc bấy giờ đấy, mà chúng tôi vẫn say sưa giảng dạy và vẫn động viên các em học hết mình. Cũng từ mái trường này đã có hàng chục nghìn học sinh tốt nghiệp ra trường. Trong đó có hàng nghìn người tốt nghiệp đại học trở thành các nhà lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, đóng góp công sức trí tuệ xây dựng đất nước. Có nhiều học sinh đã trở thành những thầy cô giáo, trở về tiếp tục sự nghiệp chồng người của huyện nhà.
ngôi trường phổ thông Trung học phổ thông Tiên Yên đã gắn bó với tôi với rất nhiều kỷ niệm về lứa tuổi học trò, đã nuôi dưỡng cho tôi những ước mơ, những hoài bão. Tôi bay cao, bay xa và ước mơ đó của tôi đã trở thành hiện thực, đó là tôi đã trở thành một giáo viên. Và sau khi học trên mái trường của trường đại học, tôi đã được trở lại chính ngôi trường mà đã nuôi dưỡng mình và tôi đã trở thành giáo viên của trường. Và với bề dày lịch sử của ngôi trường Trung học phổ thông Tiên Yên đó 50 năm, tôi sẽ tự nhủ với lòng mình là luôn luôn nỗ lực, luôn luôn phấn đấu, luôn luôn học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn từ đồng nghiệp, bạn bè, từ sách vở để truyền lại những kiến thức đó cho những học sinh thân yêu của tôi. Thăm thầy vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, thầy Đinh Viễn, người có thời gian gắn bó gần 30 năm trên bục giảng, được nghe thầy kể về những kỷ niệm qua những bức ảnh, những hoạt động văn hóa văn nghệ. Khi đó, thầy trực tiếp chỉ đạo đội ngũ giáo viên tham gia hát mừng tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập trường như gợi lại ký ức đầy cảm xúc bồi hồi đang hiện hữu trong tâm trí thầy. Năm 1977 thầy về đây, thì cái khóa đầu tiên mà thầy được dạy và hiện nay còn đang công tác tại trường, đó chính là khóa của cô La Kim Bằng. Sau đó đến khóa của em Hoàng Mạnh Hưng, hiện nay là phó chủ tịch huyện. Thế thì cái kỷ niệm trong suốt hơn 30 năm công tác tại trường cấp 3 Tiên Yên thì có một cái kỷ niệm mà tôi tâm sự với tất cả các thầy cô giáo cũng như các em rất nhiều, tức là mặc dù gắn bó với cái nghề sư phạm này có những năm tháng gian khổ nhất, nhiều thầy cô giáo ở trong huyện này cũng như ở nhiều nơi là xin nghỉ việc. Thế nhưng mà rồi cái tình yêu đối với nghề, tình yêu đối với đồng nghiệp và đặc biệt là đối với các thế hệ học sinh trong những năm tháng khó khăn nhất đã giữ tôi và giữ tôi hoàn thành cái nhiệm vụ công tác cho đến năm cuối cùng về hưu. Cuộc sống bây giờ nó khác với hoàn toàn với thế hệ các thầy. Cho nên chỉ mong các em thế này, nếu như trong xã hội hiện nay khi chúng ta hội nhập bước vào cơ chế thị trường, cả thầy, cả trò có rất nhiều cái mới. Nó khác xa với cái thời hoạt động công tác của chúng tôi. Thầy trò lúc bây giờ nó có nhiều cái kỷ niệm khác trong những năm tháng gian khó nhất. Cho nên đến bây giờ cuộc sống đã có điều kiện để các em phát triển nhiều hơn. Thì dù trên cương vị là thầy cô giáo hay các em học sinh, thì tôi mong rằng là chúng ta cố gắng giữ vững cái truyền thống tốt đẹp của trường cấp 3 Tiên Yên sau 50 năm hình thành, ra đời và đào tạo được rất nhiều các cái thế hệ học sinh là có được cái thành danh và đồng thời được xã hội ghi nhận. Từ những lớp học đầu tiên với vài chục học sinh, cơ sở vật chất thiếu thốn thuở ban đầu, đến nay nhà trường đã có đủ các phòng học, phòng chức năng đáp ứng cho công tác dạy và học. Đội ngũ cán bộ giáo viên ngày càng được đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. 100% đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chuẩn về trình độ. 30% cán bộ giáo viên đã và đang học thạc sĩ để đạt trình độ trên chuẩn. Chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng cao. Hàng năm, tỷ lệ học sinh có lực học từ trung bình trở lên đạt trên 97%. Trong đó, học sinh giỏi toàn diện chiếm 10-14%. Số học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và số học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh cũng tăng dần, đứng đầu trong các trường ở khu vực miền Đông. Những kết quả đó là tiền đề, là động lực mới góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quê hương Tiên Yên. Trường cấp 3 Tiên Yên, nay là trường Trung học phổ thông Tiên Yên, là một ngôi trường có vị trí khá đặc biệt và có ý nghĩa rất lớn, bởi đây là trường cấp 3 đầu tiên của tỉnh ở khu vực miền núi dân tộc, thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho con em các dân tộc của các huyện miền Đông của tỉnh như Tiên Yên, Đầm Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ và Đình Lập, nay thuộc tỉnh Lạng Sơn. Chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển trải qua bao thăng trầm của thời kỳ chiến tranh, những khó khăn của thời kỳ bao cấp, thời kỳ đầu đổi mới cho tới nay, trường đã luôn khẳng định vị thế của mình trong khu vực. Phát triển mạnh mẽ cả về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, học sinh,
chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện không ngừng được nâng lên. Các thế hệ thầy cô giáo của nhà trường đã vượt qua bao khó khăn gian khổ, dành hết tâm huyết tất cả vì học sinh thân yêu, ươm mầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho hàng vạn học sinh vững bước vào đời. Nhiều người trong số học sinh của nhà trường đã phấn đấu rèn luyện trở thành giáo sư, tiến sĩ, nhà quản lý, doanh nhân thành đạt, đã và đang làm việc ở mọi miền Tổ quốc, góp công sức, trí tuệ và sự nghiệp xây dựng đất nước. Những thành quả và sự cống hiến trưởng thành của các thế hệ thầy và trò trường cấp 3 Tiên Yên, nay là trường Trung học Phổ thông Tiên Yên, không những là niềm tự hào riêng của nhà trường, mà còn là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc của huyện Tiên Yên và các huyện có con em đã từng học ở ngôi trường này. Trường cấp 3 Tiên Yên, trường Trung học Phổ thông Tiên Yên thực sự xứng đáng là cái nôi nuôi dưỡng, rèn giũa nhân cách, vun đắp trí thức cho các thế hệ con em dân tộc của huyện Tiên Yên và khu vực. Với sự cống hiến không biết mệt mỏi của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trẻ năng động, yêu nghề đã có nhiều đóng góp cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường. Trường Trung học Phổ thông Tiên Yên đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, được các cấp ngành ghi nhận. Năm 2004, trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Năm 2010, được cấp bằng công nhận là trường chuẩn quốc gia. Năm 2012-2013, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và nhiều bằng khen, giấy khen của ngành, của huyện. Trong 5 năm trở lại đây, trường đã có bứt phá đi lên, dẫn đầu công tác dạy và học tại khu vực miền Đông với nhiều giáo viên giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh. Các hoạt động ngoại khóa cũng được nhà trường chú trọng, đổi mới về nội dung, mang tính giáo dục cao. Những thành tích mà trường Trung học Phổ thông Tiên Yên đạt được là sự tiếp nối, kế thừa những nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường trong suốt 50 năm qua. Từ những cái quá khứ, những cái trang sử vẻ vang của nhà trường trong suốt 50 năm qua, thì thế hệ chúng tôi hiện nay xác định là trọng tâm trong thời gian tới đó là phải nâng cao cái chất lượng giáo dục trong nhà trường, vì chất lượng giáo dục trong mỗi nhà trường là xương sống của mỗi một cái cơ sở giáo dục, và phải nâng cao được cái chất lượng đội ngũ và làm sao đó phải nâng chuẩn giáo viên, đạt giáo viên đạt chuẩn và có nhiều giáo viên giỏi cấp trường và cấp tỉnh, quyết tâm là thực hiện cái nhiệm vụ giáo dục toàn diện mà Đảng và Nhà nước đề ra. Trong 2 năm gần đây thì nhà trường đã có những cái kết quả rất là đáng mừng, đó là liên tiếp có học sinh giỏi giải nhất cấp tỉnh và tăng cả về số lượng và chất lượng, và để giữ vững được cái trường với vị trí là dẫn đầu cái khu vực miền Đông thì chúng tôi tiếp tục tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nâng cao trình độ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên được đi học nâng cao trình độ, học sau đại học để kế cận những cái lớp cán bộ trong thời gian tới sẽ nghỉ hưu, đưa giáo dục của huyện nhà nói chung, trong đó có chất lượng giáo dục toàn diện của trường Trung học Phổ thông Tiên Yên đi lên và xứng đáng với sự tin yêu của phụ huynh và học sinh. Và đây cũng là một cái mong muốn là kế thừa cái truyền thống vẻ vang của nhà trường trong suốt 50 năm qua. 50 năm miệt mài gieo trí thức, trường Trung học Phổ thông Tiên Yên đã và đang vững bước phát triển, đóng góp xứng đáng vào thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Kỷ niệm 50 năm thành lập trường là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường nhìn lại quá khứ để tự hào, nhìn về tương lai để phấn đấu.
trường Trung học Phổ thông Tiên Yên tiếp tục phát huy truyền thống, bề dày lịch sử của ngôi trường cấp 3 miền Đông tỉnh Quảng Ninh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.